Xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên là mình muốn nói là cái video này không phải là một video giải trí. Video này là một cái video dành cho những người yêu chó, đang nuôi chó hoặc là sẽ nuôi chó. Mọi người yêu chó thì nên xem hết cái video này. Và mọi người suy nghĩ như thế nào thì mọi người hãy chia sẻ, bởi vì có thể là có những người có những suy nghĩ khác để mà chúng ta sẽ chấp nhận, dễ dàng chấp nhận được hơn, và nó có thể nó đúng đắn hơn là cái suy nghĩ của mình chia sẻ. Thì mọi người hãy chia sẻ. Cái chủ đề mà mình cũng không bao giờ muốn nói đến là cái việc khi mà cái con chó của chúng ta yêu quý, chúng ta gắn bó mà nó ra đi, có thể là nó chết già, có thể là nó chết trẻ, có thể là nó tai nạn, đấy, rất nhiều thứ dính bệnh dịch, thì chúng ta sẽ rất là đau buồn. Cái này thì ai trải qua rồi thì mới hiểu được. Và như mình làm trại, mình là một cái người yêu chó, cũng như mọi người. Và khi mà mình làm trại chó ấy, thì mình sẽ gắn bó với rất nhiều con chó. Thì cái cách nào để mà mình có thể vượt qua được, để mình nuôi chó tiếp khi mà mình trải qua những cái lần đau buồn cũng như mọi người khi mọi người mất chó. Không phải là nuôi nhiều mà chúng nó ra đi mà không có đau buồn nha mọi người nhé. Nó giống y như nhau. Chẳng qua là một là nó được rèn luyện nhiều lần, hai là cái suy nghĩ nó hợp lý thì sẽ vượt qua được. Thì mình muốn chia sẻ với mọi người. Còn giả sử ai đấy một cái cảm giác chúng ta đều không muốn nhớ lại là cái cảm giác khi mà mất chó, khi mà chó chết, thì nó buồn. Cái con chó đầu tiên mà mình biết cái cảm giác ấy là khi mình còn học cấp 2. Nó là câu chuyện của hơn 20 năm. Nhưng mà những cái cảm xúc đấy là nó mỗi một cái con chó về sau chết, nó đều cái cảm xúc đấy nó vẫn cứ được lại phải trải nghiệm lại. Mình nói là cái đấy là một cái con chó ta, con chó cỏ thôi, mà không may nó chết khi nó 3 tuổi. Mà mình nói mọi người là đến bữa cơm ấy là cả nhà không ai muốn ăn. Đấy là ai mà rồi siro xuống dưới thì cũng được. Ai mà trải qua rồi ấy, thì mới hiểu được là nó buồn như thế nào. Tức là không muốn làm một cái gì cả khi con chó nó chết. Về nhà đi đâu về cảm giác nó trống vắng. Bình thường nó ra nó vẫy đuôi hay là như thế nào hoặc nhìn thấy nó, mà về không thấy nó nữa, cái vị trí của nó bình thường nó vẫn nằm, nó không còn nữa. Cảm giác nó trống vắng, vẫn buồn. Cảm giác như là trong nhà có tang một cái người nào rất là thân của mình, theo kiểu như vậy. Đến bữa không muốn ăn và nó chả thiết tha cái thứ gì cả. Đấy là mọi người, nếu mà ai mà yêu chó mà đã trải qua những cái con chó gắn bó với chúng ta, càng gắn bó gần thì cái cảm giác nó càng đau thương. Cái lần đầu tiên mà mình mất con chó thì nó phải, cái nỗi buồn nó phải kéo dài, nó là hàng tháng, cả tháng trời như vậy, sau nó nguôi ngoai dần đi. Và đến bây giờ thì là mình làm cả một trại chó. Thì đấy là cái câu chuyện mất chó từ lúc trước, để cho mọi người hiểu là cái cảm giác mà khi mọi người mất chó, nếu mọi người mới mất chó hoặc là mọi người đã từng mất chó thì mọi người trải qua cái cảm giác như thế nào. Thì mình cũng đã trải qua cái cảm giác như vậy, và mình còn trải qua nhiều lần. Bởi vì là gần đây mấy đàn chó con thì cái thời gian gắn bó nó ít hơn, nhưng mà mình đã gần gũi với nó rất nhiều. Với chó to ấy thì trước đây là như Teddy không may mất này, Cuny không may mất này,
2 năm trở lại đây, Kearney 2018, Teddy 2019. Teddy cũng là một năm rồi đấy, 2019. Nó mới có thấy kỷ niệm nhắc lại sau cái đợt mà nó bị gãy chân lại là nó bị tai biến. Nó mất. Thì mỗi một cái con chó mà mất, những con chó gắn bó với mình nhiều năm, hoặc là cho con mà nó gắn bó với mình 2 tháng, 3 tháng nhưng mình chăm nó từng tí một, thì cái cảm giác nó đều rất là buồn, nó như nhau. Và bằng cách nào để mình có thể chấp nhận được cái việc ấy, cái nỗi buồn nó sẽ không ám ảnh mình, là mình chỉ có một cái suy nghĩ như này. Thì mình muốn chia sẻ với mọi người cái video này chỉ là để cho mọi người, nếu ai mà đang đau buồn vì cái việc mất chó, những con chó gắn bó với chúng ta, nó ra đi mãi, thì mọi người sẽ suy nghĩ theo cái hướng này để mà cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ dễ chịu hơn. Là với quan điểm của mình nhé, bất kỳ một con chó nào mà nó ở với chúng ta, nó đều là có duyên số hết. Và khi bất kỳ một con chó nào nó kết thúc cái cuộc sống của nó cũng đều là do cái định mệnh hết. Con chó của chúng ta nó hoàn tất cái kiếp chó của nó rồi, để nó sang một kiếp khác. Nó ở với chúng ta là để cái duyên nợ với chúng ta, và nó đã hoàn tất cái kiếp chó của nó rồi, có thể nó sẽ chuyển sang kiếp người. Mọi người suy nghĩ theo cái chiều hướng như vậy. Đấy là theo cái văn hóa của phương Đông, và mình cũng nghĩ là như vậy đấy. Là khi con chó là nó đã xong duyên nợ của chúng ta rồi, có thể nó đang rất là khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường, bụp một cái nó bị tai nạn này tai nạn kia và nó ra đi. Bởi vì mình nuôi rất nhiều chó, cho nên là mình gặp những cái tình huống, để nó có nhiều tình huống nó xảy ra, thì mình tổng kết lại, nó là cái con chó nó ra đi, nó có một cái định mệnh nào đấy, chứ không phải là có thể có những cái con chó nó ra đi không may là do lỗi của chúng ta, một cái lỗi nào đấy sơ sẩy để mà nó xảy ra. Nhưng đấy, cái đấy nó cũng là định mệnh hết mọi người, chứ nó không phải là chúng ta đừng có bị ám ảnh quá về những cái sai lầm vô ý để làm cho cái con chó của chúng ta nó bị chết. Đấy là không may trong trường hợp mà bạn nào không may mắc phải cái tình huống đấy. Còn nếu mà bình thường là mọi người, là con chó có thể nó già nó chết, thời gian gắn bó, nó có thể bệnh dịch nó chết, không may nó bị tai nạn nó chết hay là này kia, vì những cái lý do khác, thì mọi người nó sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng buồn là vẫn rất là buồn. Nhưng mọi người phải hiểu là cái con chó nó ở với chúng ta là nó đã ở, nó hoàn thành cái kiếp chó của nó rồi, xong rồi, đủ duyên đủ số rồi để nó ra đi rồi, để nó chuyển sang một cái kiếp khác tốt hơn, hoàn thành cái kiếp chó của nó rồi. Mọi người suy nghĩ như vậy thì nó sẽ, mình sẽ cảm thấy là đấy nó là một cái mà một cái phần mừng cho chúng nó, là chúng nó đã hoàn thành cái kiếp chó của chúng nó rồi. Đấy là một cái mà lý do mà tại sao ấy, mọi người có xem các cái video của Rugalogovi, thì ai mà là người yêu chó thì chắc chắn mọi người sẽ cảm nhận được là tất cả các cái hành động của mình, tất cả các cái giao tiếp bình thường của mình với các cái con chó của mình, nó đều rất là thật, nó đều rất là chân thành, cái tình cảm là dành cho chúng nó là rất là thật và rất là chân thành. Là chính là vì mình không muốn là nó có cái cảm giác có lỗi với chúng nó trong cái trường hợp mà nó có một cái việc gì đó không may nó xảy ra, mà chúng ta không, những cái lúc mà chúng ta có thể chơi được với con chó của chúng ta,
những lúc mà chúng ta có thời gian để dành cho nó, mà chúng ta hời hợt với nó, thì đấy là chúng ta có lỗi. Chúng ta không hoàn thành cái việc của chúng ta dành cho nó. Tức là cái con chó ấy, nó sống với chúng ta, sống chết như thế nào, nó có một cái định mệnh nào đấy rồi mà chúng ta không giải thích được, và chúng ta cũng không kiểm soát được cái việc ấy. Nó xảy ra rồi thì chúng ta biết thôi. Còn đấy là mình cứ coi như đấy nó là một cái việc khách quan đi. Nhưng cái việc của chúng ta là cái việc là làm sao khi mà gần gũi nhau, con chó nó ở với chúng ta ngày nào, không quan trọng là nó ở với chúng ta dài hay ngắn, không quan trọng là con chó nó được ăn ngon hay là không ngon, nó được cái này, nó được cái kia, tất cả những cái đấy không phải là vấn đề quan trọng. Mà cái quan trọng nhất đấy là nó có được gần gũi với chúng ta, nó có được chúng ta yêu thương nó, chúng ta quan trọng nó, chúng ta cởi mở với nó không. Cái cảm xúc của chúng ta dành cho con chó của chúng ta mới là cái điều quan trọng nhất với chúng nó. Bởi vì tất cả các con chó khôn nó đều rất là yêu chủ nó và nó muốn gần gũi với chủ nó. Và cái việc con chó sống ngắn hay là dài, nếu mà sống dài mà chủ nó thờ ơ, không coi nó ra cái gì cả mà nó chẳng có sự gắn bó, thì dài chẳng bằng ngắn. Nó ở với chủ một cái thời gian ngắn thôi, nhưng mà nó được là thành viên ở trong gia đình, ok, thế là một cái kiếp chó rất là thành công của nó. Và bất kỳ một con chó nào nó cũng đều không muốn chủ nó buồn. Mọi người phải hiểu như thế. Nếu ai đấy mà có những cái con chó của mình nuôi mà nó mới mất thì buồn và trống vắng là sẽ không thể tránh khỏi được rồi. Nhưng chúng ta đừng có để cho cái sự buồn phiền nó bám lấy chúng ta quá lâu, bởi vì như vậy ấy, là chúng ta đã làm cho cái con chó của chúng ta nó buồn phiền. Nó chết rồi nó vẫn buồn phiền vì chủ nó, vì chủ nó đau buồn vì nó quá. Con chó của chúng ta nó không thích chúng ta buồn. Đấy, mọi người phải hiểu là như thế. Nếu mà mọi người là một người yêu chó thì mọi người sẽ hiểu là cái con chó của chúng ta nó rất là quan tâm chúng ta, nó yêu chúng ta và nó chỉ muốn chúng ta vui thôi. Thì cái đau buồn nó sẽ không tránh được. Nhưng mọi người phải hiểu là mọi người là cái con chó nó ở với mình, nó đã được mình sống với nó rất là thật lòng, mình yêu thương, mình chăm sóc nó bằng cái tấm lòng, thì nó là một cái trọn vẹn cho cái kiếp chó của nó rồi. Đây, mọi người phải hiểu là như thế. Còn sinh ly tử biệt, nó là một cái tất yếu của cuộc sống, sinh lão bệnh tử chứ. Sống con chó nó sống với chúng ta dài hay ngắn, nó không quan trọng bằng việc nó sống với chúng ta khỏe, vui hay là bệnh và không được chủ quan tâm. Đấy, mọi người phải hiểu là như thế. Mọi người cân nhắc giữa hai cái đấy, mọi người sẽ thấy. Và chính là vì như vậy cho nên là mọi người sẽ thấy là với bản thân mình, là tất cả các con chó của mình, khi mà mình có một cái thời gian mình gắn bó, mình chơi với chúng nó, bất kỳ lúc nào mình có thời gian để mình chơi với chúng nó, còn lúc mình bận thì mình cũng chịu. Nhưng bất kỳ có cái thời gian để mình gần gũi, mình chơi với chúng nó thì mình đều rất là thật lòng và dành toàn bộ cho chúng nó cái quãng thời gian đấy. Là mọi người, đấy là cái gọi là sống hết mình. Để, bởi vì làm sao? Bởi vì là mình không biết là ngày mai chúng nó sẽ như thế nào. Mọi người phải hiểu như thế. Kể cả là những con chó con mình nuôi xong đấy rồi mình bán cho chủ, nó về nhà chủ, mình cũng không biết là cái về sau, đoạn sau của nó như thế nào. Nhưng mà mình, cái quan điểm của mình là chúng nó ở với mình ngày nào, cái thời gian mình dành để cho chúng nó được giờ nào, phút nào, giây nào, thì nó đều là bằng cái sự chân thành nhất dành cho chúng nó.
là cái đấy là cái mà khi mà chúng ta chăm sóc những cái con chó của chúng ta trên cái tinh thần như vậy thì cái cuộc sống của chúng nó dù ngắn hay dài là cũng đã là một cuộc sống hạnh phúc. Mọi người phải hiểu là như thế, chứ nếu mà mọi người mất chó ai cũng sẽ phải trải qua cái cảm giác đau buồn khi mà bạn là một người nuôi chó và bạn đang nuôi chó hoặc bạn sẽ nuôi chó thì bạn sẽ có cái cảm giác ấy. Thì mọi người đấy là, và nếu mà ai ấy mà rơi vào một cái trường hợp là vì cái lỗi của chúng ta sơ suất này sơ suất kia, sơ suất là không tránh khỏi trong cuộc sống đấy, mà làm cho con chó của chúng ta nó sống ngắn ngủi vì cái sơ suất của chúng ta, một cái sơ suất nào đấy, thì mọi người cũng đừng quá là cắn sức về cái việc ấy, mà mọi người hãy làm cho cái việc không may con chó đấy chết có ích cho các con chó sau cái đời em của chúng nó đi, mà chúng ta nuôi chúng ta sẽ rút kinh nghiệm không bao giờ tái phạm lại cái sai lầm như là chúng ta đã mắc phải mà nó gây ra hậu quả không thể có cách nào cứu vãn được, là chỉ như vậy thôi, chứ chúng ta đừng có bị ám ảnh về nó. Rồi rất nhiều người là như mình, bởi vì như mình vừa nói là cái duyên số của con chó nó đến một cái mức nào nó hoàn tất rồi để mà nó chuyển sang một kiếp khác tốt hơn. Còn trong cuộc sống này chúng ta luôn có những thứ chúng ta phải chấp nhận, luôn có những sai lầm và những cái điều, những cái lỗi mà nó gây ra hậu quả không thể có cơ hội cứu vãn, người ta gọi là không có thuốc hối hận, thì chúng ta luôn phải chấp nhận cái việc ấy trong cuộc sống và chúng ta cố gắng đừng mắc phải, để cái chết đấy của nó gọi là một cái chết oan, nó không bị lãng phí, nó phải có một cái tác dụng nào đấy vào cái việc chúng ta sẽ chăm sóc cái con chó sau. Hoặc là chúng ta có thể bảo cho người nọ người kia là những cái người thân của chúng ta đang nuôi chó hay là bạn bè, để mà tránh mắc phải cái sai lầm ấy. Thì chúng ta đấy là mình chia sẻ là chúng ta nên suy nghĩ như vậy. Còn nếu mà ai ấy mà mới mất chó hoặc đã từng chết chó, từng chết hoặc là bệnh dịch hoặc tai nạn hoặc là già yếu mà sợ hãi cái cảm giác đau thương ấy mà không nuôi chó nữa thì mình nghĩ là không nên. Bởi vì là như thế, đầu tiên ấy, là cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ giảm bớt đi rất nhiều những cái sắc màu cuộc sống. Như mình nói đấy, là cái cuộc sống của con chó của chúng ta ấy, nó dài ngắn nó không phải là cái vấn đề quan trọng nhất, mà nó vui, nó có được yêu thương hay không, nó mới là cái quan trọng nhất. Thì cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Ai mà ham hố cái gì mà sống lâu mà ốm đau bệnh tật suốt ngày, cuộc sống chả vui vẻ thì chẳng ai ham hố cái cuộc sống như vậy cả. Đổi lại là một cái cuộc sống rất là vui vẻ, không cần biết là sống dài hay sống ngắn, cuộc sống cảm thấy nó thoải mái, nó vui vẻ thì bạn chọn cái cuộc sống như thế nào. Đấy là cái, là cái câu chuyện từ cái con chó nó có ra bài học cho chúng ta. Thì nếu mà bạn là một cái người yêu chó và bạn có điều kiện để bạn nuôi một con chó thì hãy nuôi một con chó để mà làm bạn. Còn cái duyên phận nó đến đâu thì cái đấy để hồi sau. Cái quan trọng nhất là cái con chó chúng ta nuôi ngày nào chúng ta chân thành với nó, và cái lúc nào chúng ta dành được thời gian cho nó thì hãy dùng toàn bộ thời gian, chứ đừng thờ ơ, đừng hời hợt, bởi vì cái đấy nó là một sự lãng phí. Cái hời hợt là một sự lãng phí và nó sẽ là một sự tiếc nuối. Nên là nếu mà ai mà đừng mất chó rồi mà không dám nuôi nữa vì sợ cảm giác đấy, thì mọi người hãy suy nghĩ lại. Mọi người hãy suy nghĩ là con chó nó ở với chúng ta, nó đã hoàn thành cái kiếp chó của nó rồi, nó ở với chúng ta cái là cái trả nợ một cái duyên phận nào đấy mà nó xong rồi, thì làm sao cái cuộc sống khi chúng ta chăm nó là để cho nó vui vẻ này, ngày nào nó là một cái người bạn của chúng ta, khi chúng ta coi nó là một cái người bạn, một cái người thân của chúng ta, một cái thành viên
không thể thay thế ở trong cuộc đời của chúng ta, thì đấy là niềm hạnh phúc của con chó. Bất kỳ con chó nào nó cũng sẽ là một cuộc sống hạnh phúc khi nó được chủ nó coi như vậy. Là mọi người hãy suy nghĩ theo cái chiều hướng đấy. Đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người, là cái cách làm thế nào mà một cái người yêu chó, làm trại chó, bị chết rất nhiều các cái con chó, cả con chó trưởng thành chết già, chết tai nạn, chết bệnh, hay là cả những con chó con rất là đáng yêu và đang chăm nó khỏe mạnh vui vẻ mà mình đã có thể vượt qua được, thì mình chia sẻ để cho các bạn yêu chó, các bạn có thể tham khảo. Và cũng là một cái mà chúng ta sẽ phải suy nghĩ một cái cách rất là nghiêm túc, cái việc chúng ta sẽ nuôi cái con chó của chúng ta như thế nào để cho nó khi mà duyên số nó hết thì chúng ta sẽ không phải hối hận, chúng ta sẽ không phải tiếc nuối vì chúng ta đã thích này, chúng ta đã thích kia, chúng ta sẽ không phải tiếc nuối. Cái sự đau buồn là cái sự đau buồn trống vắng vì mất nó, vì nó không ở với chúng ta nữa. Nhưng mà nó lại có một cái, trong cái đấy thì nó lại có một cái là mừng cho nó hoàn thành cái kiếp, một cái kiếp chó của nó đã xong, và có thể kiếp sau nó sẽ chuyển sang kiếp người. Đấy là một cái sự tiến bộ của nó đi. Quan trọng ấy là nó ở với chúng ta ngày nào, là nó được chúng ta yêu thương ngày ấy. Đấy mới là cái quan trọng, chứ không quan trọng là sống ngắn hay là nó sống lâu. Còn cái con chó nó ở với chúng ta ấy, nó được một cái khoảng thời gian ngắn, nó chết trẻ chúng ta thương nó chết trẻ, con chó nó chết già chúng ta thương nó chết già, cái sự đau buồn nó đều như nhau hết. Chết già thì nó là một cái sự gắn bó, nhưng ai cũng muốn con chó của mình chết già hết các bạn. Nhưng riêng mình ấy là mình muốn con chó của mình nó chết khỏe, khi mà tất cả mọi thứ nó còn minh mẫn, người ta gọi là sống khỏe, chứ không phải là nó lê lết rồi nó mất trí rồi này kia. Đấy, cái tình huống đấy nó cũng rất là khó xử, là nó sống nó không biết gì này kia. Thực sự là cái khi mình sẽ về sau, các bạn cũng vậy, mình cũng vậy, sẽ có những cái con chó già, cái đấy là cái điều sẽ không tránh được. Thì thôi, nó như thế nào, đến như thế nào thì mình sẽ chăm cho nó như vậy thôi. Còn khi mà chúng nó còn biết, khi mà còn ở được với nhau thì phải thật lòng với nhau. Đấy là cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người thôi. Còn nếu mà ai ấy mà có bạn bè người thân mà đang đau buồn khi mà có những cái con với có những cái người bạn bốn chân mới chết, thì mọi người hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình, để có một cái suy nghĩ nó tiến bộ, nó đúng đắn hơn. Chúng ta không phải quá đau buồn bởi vì như vậy là các bạn đang có lỗi với những cái con chó của mình. Nếu các bạn quá đau buồn vì cái sự ra đi của nó và nó kéo dài quá lâu, đấy là chúng ta đang làm cho cái con chó của chúng ta nó rất là buồn. Và cái điều ấy là mọi người nên suy nghĩ cởi mở hơn, cái là nó đã xong rồi, duyên phận nó xong rồi, nó chuyển sang nó làm kiếp người, mà không thì nó làm thiên thần đi như phương Tây người ta nghĩ. Ok, câu chuyện loại hôm nay rất là dài và mình cũng đã hạn chế hết sức tối đa, không nói về cái chuyện riêng của mình nhiều. Bởi vì nếu mà kể ra về những cái cảm xúc mà mình đã trải qua khi mà những cái con chó của mình gắn bó mà nó chết đi, từ cái con chó cỏ cho đến những cái con chó về sau này, những con rốt, những con poodle, thì nó rất là dài và nó buồn lắm. Những cái cảm xúc ấy thì ai mà trải qua rồi sẽ hiểu, nhắc đến là nó buồn lắm. Không ai muốn trải qua cái cảm giác ấy cả, nhưng mà ai nuôi chó cũng sẽ phải trải qua cái cảm giác ấy. Và mọi người phải nhớ một điều nhé, là khi mà chúng ta yêu quý con chó của chúng ta, con chó của chúng ta chết, chúng ta biết, chúng ta nhìn thấy xác, thì nó còn đang là một cái sự may mắn hơn nhiều so với
những cái người mà bị thất lạc con chó của mình, mọi người, bởi vì mình từng bị lạc chó rồi nhưng may mắn tìm được. Nhưng mà cái sự thất lạc chó thì nó kinh khủng hơn nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nó không biết cái con chó của mình sống hay chết, không biết là nó đang bị đối xử như thế nào, hay nó đang chết đói ở ngoài kia, nó đang tìm ăn, nó lạc không ai nhặt được, không ai nuôi, nó đang lang thang ngoài kia, nó nhặt rác hay là gì, nó sẽ là một sự ám ảnh ghê gớm. Nên là mọi người tốt nhất nuôi chó đừng có để bị lạc mất cái con chó của mình, bởi đấy nó là cái kết xấu nhất. Còn con chó nó ở với chúng ta ấy mà nó hoàn thành cái kiếp chó của nó rồi thì chúng ta hãy mừng với nó. Để hôm nào rồi mình sẽ làm cái video về cái việc mà mình đã từng thất lạc Marvin mất 10 ngày để mình chia sẻ với mọi người. Cứ nói là chia sẻ nhưng mà thực ra những cái chuyện ấy thực sự mà nói nó cũng không có, phải tùy cảm xúc lúc nào thì mới chia sẻ được, bởi vì nó là cái cảm xúc, cái tình cảm. Ngày hôm nay chia sẻ với mọi người về cái việc là nên suy nghĩ như thế nào khi mà con chó của chúng ta chết, con chó gắn bó, con chó yêu thương của chúng ta chết. Thì bởi vì cái này mình nghĩ, mình cũng có cái suy nghĩ là chia sẻ cái điều này lâu rồi mà hôm nay mới làm được. Chúc mọi người nuôi chó vui khỏe. Mọi người yêu chó thì nên xem hết cái video này. Và mọi người suy nghĩ như thế nào thì mọi người hãy chia sẻ, bởi vì có thể là có những người có những suy nghĩ khác để mà chúng ta sẽ chấp nhận, dễ dàng chấp nhận được hơn, và nó có thể nó đúng đắn hơn là cái suy nghĩ của mình chia sẻ. Thì mọi người hãy chia sẻ. Và nếu mà thấy có một cái người bạn nào của chúng ta mà yêu chó ấy, thì chúng ta cũng hãy chia sẻ cái video này cho họ. Bởi vì có những cái việc không mong muốn ở trong cuộc sống nhưng ai cũng phải trải qua. Mà khi mà chúng ta có cái cách nhìn đúng rồi, chúng ta biết rồi thì cái trải qua nó sẽ không quá sức, nó không quá đau khổ. Và nếu mà thấy có một cái người bạn nào của chúng ta mà yêu chó ấy, thì chúng ta cũng hãy chia sẻ cái video này cho họ.